Đẹp lai vàng Nata, trận đấu mệt mỏi khi team không có xạ thủ. Trâm Anh về đầu cứ fit thế nhỉ? Trâm Anh được về đầu fit thế mà về đầu chấp thế. Thôi cuối cuối mới thê thật chứ sao ấy. Team bạn thì zone, Aza kèm xe neo nữa thành ra như bất tử. Đội hình làm bao cát cho team bạn đánh. Trận đấu tưởng chừng như không có hy vọng, ai ngờ lúc phun đồ thì thành tuyệt vọng. À mà team bạn tuyệt vọng đó nha. Đầu trận thì mình qua cướp được con bùa nhưng vì support hàng máu quá mình đú theo để rồi team bạn sang nhiều đánh chết lấy lại. Mạng không tiếc nhưng mà tiếc bùa. Bắt đầu từ đây bên căm thù mình. Chuẩn bị công cuộc ghim Trâm Anh. Nếu mà mỗi tên thì Nata không sợ đâu mấy bạn, nhưng có thêm Aza trên đầu rồi support nó ulti bay tới nữa thì giáp mình không thể đỡ lại. Cái kiểu như này đánh sắp chết xe neo ulti cái một lớp giáp trả vá thêm hồi máu thành ra thiếu sát thương. Trận này sợ nhất zone xanh chứ bên này kia đến khi mình lên được giáp phép thì không đủ tuổi. Nhưng mà có thể đợi đến lúc lên giáp phép không thì chưa biết. Pha này định thì thằng support nó ai ngờ trong tầm ngắm của bọn này. Do mình có bùa xanh mà đang cấu xỉa chúng trong khi ulti đang hồi thì ăn dễ dàng. Đã xanh mà còn kết hợp đúng mạnh, muốn win thì cố ăn trụ đi kìa chứ ghim mạng cho lắm rồi bị lật đó. Mọi người có thể thấy vào game mà thấy tên Trâm Anh là họ đến chụp ảnh xin chữ ký nhiều lắm. Nhiều lúc mình muốn chơi chiến thuật cướp bùa nước bụi cho tự nhiên cũng khó, vì người ta cứ theo dõi sát sao như vậy. Game căng quá. Giờ bắt đầu lên giáp phép này, mấy bạn tí xem sự khác biệt nhé, phải vài đứa đánh mới chết. Cho bé bên này thì hiện thêm vài phút nữa, chưa gì mà giờ thấy rồi không chết là nguy hiểm đó. Thêm cái thằng rát đầu moi nữa, lam le chờ liếm mạng thôi. Nó truyền thuyết luôn. Sợ nhất mụ zone mà mụ giờ cũng truyền thuyết. Bên giờ kêu team mình toàn bao cắt kìa, chém như bùn, nhưng mà team mình về cuối thì bên làm được gì nữa, chỉ sợ zone thôi. Chấm dứt thẳng zone cái đã, được 500 vàng. Thôi xong, thằng nào dùng bộ phá ác vậy. Lên xong đai thì không xin nhen nữa. Giờ đến lượt team bạn làm bao cát. Sát giờ không có tuổi nên mình tự tin lên đẩy lính luôn. Đẩy cao hai lượt lính như vậy thì đánh nhau cũng yên tâm.
Giờ ra nhảy nhảy như trò hề thôi, sát thương đâu nữa mà chơi. Để ý xuân phía sau thôi nhé. Hút cái máu rồi sang ăn tà thần. Tà thần đi đâu nữa mụ ơi. Thích làm chủ đề vào phòng máy sờ chim như này nhưng vào khó quá. Bạn nào người xem tầm dưới 200 thì còn dễ chứ trên thì chịu luôn. Mặc dù dùng hai máy nhưng lúc nào cũng chậm hơn họ. Không biết có bí quyết gì không. Mana gặp ngay bùa xanh, ông trời lại phù hộ Trâm rồi. Rồi xong zone, hết tốc biến sao chạy. Coi giáp thử thế nào đây. Gì tốc biến ra ôm cục tròn tròn của Trâm chi vậy. Mấy bạn coi bên bây giờ tin mình không thèm ngó ngàng luôn. Tại vì có huân chương hết rồi chịu sốc. Và thế là win thôi. Vào like loại này mà chơi trận nào cũng lật kèo quá nguy hiểm. Video này dừng tại đây, cảm ơn mọi người đã xem. Ai chưa theo dõi thì cho mình xin một lượt nhé. Cảm ơn ạ.